cố gắng, vừa mới biết mộng mơ, qua ân tình chốn nào đã mang sầu vào thế. Ôi niềm đau tuổi nhỏ, nước mắt đi vào đời, bằng điệu buồn 17 nghe tình yêu xa xôi. Và nét buồn con gái, cô đơn úp mặt sầu, thường xây nhiều món đẹp, ai biết chuyện mai sau. Lo, con làm gì đó? Dạ, con làm bài kinh văn. Má đi đâu vậy má? Má đi chợ Bến Thành mua thức ăn, nay nhà mình có khách đó con. Ai vậy má? Ai vậy hả má? Tía bày chứ ai. Ủa, ba con chết rồi một tiếng nào con biết à? Tại má giận mà má nói vậy chứ có tía nào đâu. Cậu Linh con đó, hay không? Má không nói con cũng đoán biết. Má, chúng con rất vui mừng vì cậu Linh sắp về đến đây. Mỗi lần cậu ghi lại thăm cậu cho chúng con rất nhiều quà. Cậu nói rằng Đà Lạt cậu sống một mình cô độc, nhìn núi biển rừng thân cậu ao ước một tấm chân tình. Đối với gia đình mình cậu có rất nhiều thiện cảm, học giỏi lắm mà má. Chuyện gì môn gì cậu cũng biết hết á. Nếu cậu Linh kèm dạy con học nào, con học hay hẳn nhất cho má coi. Lần này đó cậu Linh về ở luôn Sài Gòn đó con. Thôi để má đi chợ chứ trưa quá rồi. Phượng ơi, má đi rồi. Em qua nhà chị chạy là thị Mai Hoài Sương lấy cáo dài nha. Chị ơi, chị để em đi mướn cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp về. Tụi chị hãy đi nha chị. Ok, lẹ đi. Loan, Loan ơi. Anh Tuấn, má đi rồi vô nhà chứ làm gì mà lúc đó mà chăn trộn vậy? Đi đâu đó? Anh tới mượn sách. Thôi, không có mượn gì hết á. Chú Nhật rồi anh hẹn với em sao? Trời ơi, bị bà dở nhiều quá mà. Bà dở hoài à. Anh thì lúc nào cũng nói đến bà dở. Nào là triết học, toán lý hóa, sinh ngữ, sử địa, vân vân. Anh sẽ thành là cô một sách, ngậm hết sách của nhà trường đến sách của thư viện, ngậm cho tới khi nào cô một sách nó già đang hết bén nhọn thì quay ra nó ngậm dịch dơ. Em phản đối việc học hành hay sao? Em chỉ phản đối quan niệm học thi cử của anh. Quan niệm ấy rất là lạc hậu, vì anh chỉ nghĩ tới tương lai, rất ngát ý kỷ của riêng anh. Sao học ích kỷ? Ích kỷ thì anh chỉ nghĩ tới cấp bằng anh sẽ đoạt đi được, mà tự trong tâm tâm anh không hề nghĩ gì đến em. Loan à, tương lai kia chính là tương lai của đôi ta. Anh có địa vị khả quan thì em cũng được phần thưởng chung. Lấy gì bảo đảm rằng tương lai kia mai sau em được ăn dự, khi mà trong hiện tại anh không mà nghĩ gì đến em. Em biết rằng anh rất tha thiết yêu em, yêu đến độ đam mê, anh sáng học cũng vì em. Anh mê hình học công danh, mê những chứng minh, những phương trình. Tên của em bị xóa nhòa trước bao danh tài sử kia. Anh mời em dạo phố chơi, anh lại dẫn em đến cái hàng súng tôn. Nhìn tớ sức trải dài với dông, em cũng đem đầu chống mặt. Thì năm đã lên cao lại chui mũi vô nhà sách tự lực. Anh coi tựa sách cũng vui, cũng hận chi tới em đâu. Loan à, em chắc anh cũng phải, vì em may mắn được sanh trong một gia đình giàu có. Cuộc đời đối với em là hoa, là mộng, là thụ hưởng cuộc sống trong cánh nhung.
một tà áo tiếng thanh đủ làm tươi đẹp giấc mộng lòng. Em học để mở rộng duyên văn chứ không gì chén cơm manh áo, nên em cảm thấy buồn khi bận mãi vì sở kinh. Loan à, đời người như thiều quan thấp quan, lúc còn nhỏ không có học mơ tập, đến khi trưởng thành rồi thì ta tiếc rẻ cho tôi học trò. Anh nhớ và nghĩ đến Loan cả tháng, cả năm, suốt cả đời anh lần. Anh nhớ hiện tại đó em là... Là cô Từ Đẻ, là cô Triết Học Đại Cương. Ồ, quên nữa. Cho anh mượn cô Triết Học Đại Cương đi. Vì mai này anh thi lục các miệng rồi. Đây nè, sắp đây nè. Ừ, về nha. À, quên nữa chứ. Anh hứa với em là giữ sách cho sạch sẽ nè. Không gấp sách lại, không ghi ký chú làm bị dơ sách. Vậy mà em tưởng anh hứa anh gì? Em tặng cho anh miễn sách đó luôn. Thôi, để anh trả lại. Cho anh rồi em lại tốn tiền mua sách khác nữa. Thôi về nha. Chán quá, buồn lòng quá. Anh Tướng về rồi hả chị? Anh lại làm gì mà một chút xíu mới về rồi hả? Mượn sách, cù lần, anh lại cù lần hả? Thì tao nói anh đã cù lần lâu rồi mà. Kìa, Loan Phượng. Ủa, Loan không mừng cậu Linh à? Ngoại với má đâu rồi? Ừ? Má đi chợ mua thức ăn. Định bữa nay làm một tiệc linh đình để đãi cậu đó à. Ngoại đi nhớ mà định tường ái hổ tương tế á cậu. Vậy hả? Đây, bộ đồ cô bồi mà cậu đưa Phượng đi may đằng Katina tuần trước đó. Nhân đi về nhan kiểm may cậu ghé lấy cho Phượng đó. Dạ, dạ con cảm ơn cậu. Ừ. Còn đây là quà của Loan. Chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Longines. Ồ, tuyệt đẹp nhé. Cảm ơn cậu Linh. Loan nghe má nói cậu là người bả sợ. Hồi Nhật đảo chánh, cậu đi đâu biệt tới bây giờ mới gặp lại. Nói cho đúng ra, thỉnh thoảng tôi cố trở về Sài Gòn, cố gặp má cô già đi thăm viếng bạn bè. Nhưng tôi lại ra đi vì muốn xa rời kỷ niệm. Giả lại cũng rất bận trong chuyện làm ăn, mãi cho đến nay tôi mới về quê được. Cậu đối với gia đình Loan rất đẹp, khiến Loan hằng mong tìm hiểu rõ nguyên do. Ẩn tình kia Loan không thể nào hiểu được, chiến tranh khốc liệt làm cho tôi thành cô độc. Trong cuộc sống đau buồn tôi khát khao tình thân ái của những người quen cho đỡ nỗi cô đơn. Tại sao cậu không lo xây dựng lại gia đình? Cậu có thừa tiền để sống cuộc sống yên vui. Tôi có dự định nên ở lại Sài Gòn thử số mạng mình thêm lần nữa tôi ra sao. Ủa, con Sa Linh. Ơi, anh Quang. Về bao giờ? Ủa, sao lại ở đây ta? Ừ, sao không ghé nhà mỏ làm giờ cassette cho nắm bụng? Hờ, bận quá. Dạ, bộ anh dẹp mà hãy nhập cảm lòng dịch của anh đi học với mấy cô mấy cậu đây sao? Ừ? Cho xin phép bà cháu đi với mấy người bạn ở nhà cô Loan để học, bà cháu không tin anh đi theo đó. Chứ sao mày? Mày vẫn thường dối gạt tao nên tao hết dám tin mày. Mày nói với tao mày xin tiền mày đi mua sách, nhưng mày lại đi mua cây đầu.
mày xin đóng tiền trường để học thêm. Khi biết ra thì mày lo đi học nhảy đầm, mày lại mạo chữ ký của tao ký vào học bà, dối gạt nhà trường mày, dối gạt cả gia đình. Tao thấy mày tốn học, mày đi dạo phố phường, mà khi hỏi mày, mày nói cô giáo mày mắc đi xanh. Còn có bạn bè sinh ba đều làm ngon, mất mặt ba bận ba nên không có những học hành. Anh Hoàng, anh không nên dạy con anh ở chỗ này, nếu có quấy anh trở về nhà này nó hay hơn. Bác ba, cháu tin của đôi lời minh sát, cháu chẳng nghe con tiếng tiếng anh thường. Dạ, chính cháu đây giới thiệu với cô Loan, vì học hành đó nha, có nhiều bạn nó tiến bộ mới mau. Bác ba cũng biết khi bạn về quyết định mà phải có hai ba ý kiến rất nhất thường. Cháu thì cháu nhất quyết có ông trời, anh Cường bảo rằng anh thấy có thiệt rồi. Cô Loan cô Phượng không đồng chung quan niệm, bởi vậy tụi con đến đây để cùng nhau mà tranh luận. Nếu thằng Cường nó nói rằng nó thấy rõ thì phải tin rằng nhất định có thiệt rồi. Anh nói sao tôi nghe quá đổi hồ đồ, liệu lâu nào mà còn lưu lại thế kỷ 20. Hãy có cho có để từng mạng nghe thằng Cường để đánh bể đầu cái thằng vua đã lưu manh. Ba thì lúc nào cũng khắc khe thử ép con hoài. Mày làm như tao rảnh để đeo đuổi theo mày vậy? Mày nên nhớ rằng tao còn nhiều công việc đàn hạng áp lê sọt đi riêng cả nam tao với mày. Nhưng tôi làm gì mà ba giận tôi chứ? Bắt theo ba trù người ta hoài à? Phải, tôi không chối là tôi đã mê cô Loan, mê đến bỏ học quên năm. Tôi thường đến đây đứng ngơ ngẩn ngoài đường, chỉ cần gặp Loan cho đỡ nga nhớ thương là quá già ước mong. Thấy chưa, thật quá trời, mày không biết nhục, ăn nói ngang tàn. Mày nghe về đi về nhà nói với tao cái chuyện mày yêu thương. Anh à, anh có một thằng con mất dạy, anh mở đến đây để nó nhục mạ con đó hả? Nè, chị đừng nóng giận mà làm chi. Nếu con chị mà chẳng có chuyện lôi thôi, làm sao dám nói thật mặt rằng nó đã yêu con chị. Con nào biết chi, bác đang ở lại chứ đừng nói nói đài. Anh dẫn thằng con anh về đi, đi đi. Con tôi nó hư tôi đem tôi câu xấu á, chứ tôi không có gả cho cái thằng con mất dạy của anh đâu. Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Mày thấy nhục nhã trong bà ông dạy mày chưa con? Mày về đi rồi tao đem cái câu xấu mày cho mày biết. Mà tao chắc thằng cá sấu nó không thèm ăn thịt mày đâu, vì cái thịt của mày nó thúi lắm. Về, thằng chú con, chú khổ, chú thở, chú hoa chú hao. Loan, chuyện gì vậy? Tại sao con không nghe lời má dạy chứ? Con có làm gì sai quý đâu má, không có làm gì hết. Không có làm gì hết mà người ta dám nói rằng nếu con của chị không có chuyện lô thôi thì con nó không dám tới đây để nói chuyện thương yêu này nọ. Không có làm gì hết mà hễ má dừng lại thì dám thì cứ bọn con trai con gái kéo tới nhà rần rần như vậy hả? Má bỏ nhà để cho con ở, má đi chỗ khác để tự biết con muốn làm gì má thì con làm. Má hãy nghe con không biết làm sao cho má tin con, cho má hiểu con. Má cho con ăn học như má đưa một người quen đến bến tàu đi du lịch. Má chỉ biết con tàu đã nhổ neo, chứ má không để coi con tàu kia sẽ cập bến nơi nào. Má lo chu toàn tiền nóng cho một của thăm kinh, chứ má không nghĩ rằng cuộc hành trình kia sẽ trải qua bao nhiêu giống tu dưỡng ngàn thôi. Má bỏ con chơi chơi giữa trường đời với bao nhiêu tâm tình hỗn loạn, má yên lòng mà tự nhủ rằng má đã lo cho con đủ tiền nong để ăn học cho đến đi nơi đến. Bây giờ con trách má đã cho con ăn
em không nên nói với dì như vậy. Tại sao nuông chiều Loan quá vậy?
tại vì anh tìm thấy ở Loan hình ảnh của em 20 năm về trước. Và em bây giờ em không khác gì ba của em hồi xưa. Nghĩa là em cũng khắc khe phong kiến, bất chấp đến ý kiến con cái, như ba em đã từng tỏ ra bất công đối với em sao? Em hãy nhớ lại, ngày xưa anh và em là hai nạn nhân của một sự bất công, khiến cho duyên số mình nằm phía gian trong 20 năm dài đau khổ. Tuy yêu mà vẫn chia lìa mỗi người ở một căn phòng. Hồi tưởng lại chuyện ba em đã rồi gả em đi lấy chồng, khi mới hay rằng chúng mình lưu luyến, ba chẳng cần phép em riêng phần làm dâu, anh đau thương tiêu lãng suy ngược sông hồ, với mối tình gian dở ban đầu, anh chôn vùi cuộc đời trong cô độc. Em gặp bóng chồng mà chẳng mỗi khi nhắc lại tình xưa gian dở, các con tất rằng ba đã bất công, nhưng thử hỏi bực lòng cha mẹ, ai thương con mà không biết lo con sẽ được yên vui hạnh phúc gia đình. Nếu để cho con tự lo liệu lấy thân mình, khi con bị người phụ bạc thì cha mẹ cũng chia phần đau xót. Ngày nay con đã trưởng thành và đã trải qua một lần gian dở, ba muốn cho con gầy dựng lại cuộc đời, vì con đã hiểu thế nào là nhân tình trái thái. Nhưng tại sao con lại mãi chần chờ? Con muốn lo gầy dựng cho con Loan và con Phượng trước đã. À, mẹ về cũng đang với con đó mày. Cái trời đó, mẹ ăn bận gì kì vậy? Áo thì bó sát trong mình, bận quần thun nữa. Củ năng hả? Tao cho mày củ mây. Anh Túc, chở cho tôi chạy, đi đâu cũng cần ăn cù lần để hết á. Dạ, vậy? Tức, con Loan còn khóc không? Dạ, mất học. Cù lần, học mà cù lần hả mày? Đây Tức, ta cho mày chế củ năng. À, cù lần đi, chế củ năng đi. Ê Tức, bà già vợ mày ngon quá mày. Tao mê bả rồi à mày. Trời ơi, kiếm, mày muốn làm cha tao hả mày? Trời trời, mày xuyên tạc tao vậy Tức? Tao nói ngon có nghĩa là bà biết điệu, là rộng lượng, là thông cảm với con cái. Còn tao mê có nghĩa là có cảm tình, tao kính, tao phục. Ê, mày có phước đó mày. Có phước hay là vô phước? Loan càng ngày càng xa tâm. Nàng thích chui đùa, nghịch ngón. Thích được ghé vuốt nuông chiều. Thích ăn ngon mặc đẹp cho hợp với thời gian. Thích một nếp mê sông tân nhà thời, một người lạc giữa biển không.
vẫn thấy nghẹn lời thương. Mỗi khi Loan buồn mà Loan giận tôi về, thao thức biết bao đêm hàng giới đặt giới đèn, nguyện cầu cho nàng được như. Ôi đời bây giờ là đời nguyên tử, quả tiễn phản lực siêu thanh, có nghĩa là cái gì cũng nhanh hơn ánh sáng, nóng hơn mặt trời. Hễ mình nói tiếng yêu là mình a lá xô liền, sắp lá cà liền, để lâu cái nó nguội. Làm sao? À, nghĩa là mày nói anh yêu em cái mình nhào tới liền. Kìa, Loan về tới kìa, nó cơ hội đó, thực hành bài học vừa rồi đi. Sát vô. Thấy rồi. Sát vô. Loan, anh yêu em quá. Ui da, làm gì kì vậy? Không thấy người ta sao? Cú lòng. Tuấn à, xin lỗi Tuấn, tại tôi suối ẩu mà Tuấn bị bạc tay. Tại anh đó. Phải, tại tôi. Không phải tại anh mà cũng không phải tại Loan. Nàng có quyền tát vào mắt tôi để nói thẳng với tôi sao? Anh là một thằng tôi, anh là một thằng cu lăng, anh là một thằng đàn ông chỉ biết gian sinh lòng thương hại của một kẻ khác. Kim ơi, tôi còn sống đây mà khác nào như một xác chết đã lâu rồi. Ôi tuổi đôi mươi nhường sống tràn đầy, thế mà tim tôi chỉ chưa đứng mỗi một hình ảnh của ông. Dĩ dàng hiện tại tương lai, tất cả sự nghiệp đời tôi đều gửi vào trong đáy mắt của ông. Tôi khéo chọn một năm màu xinh đẹp để dùng cho mấy đi một mối tình tận đau đớn. Cái tát vừa rồi là dành để cho tôi không qua nào bị chó cắn mà chưa tỉnh, lại xúi anh vào vô người đẹp để cho anh bị tát tay. Đó là một bài học cho anh và cả cho tôi đó Tuấn à. Phải, đây là một bài học đau đớn vô cùng. Vì tôi thường đến đây như một người ngây ngô mơ màng. Tôi quên ngoài kia cổng rào hoa sắc, tôi cho giữ bản thân. Tôi muốn trèo lên cung đăng với một chiếc tam kết hoàng trà mây trôi. Một cơn gió thoảng không đủ làm chiếc thang mây kia tan vào trong ảo ảnh. Tôi rơi từ cung đăng rơi xuống khi một quả tim mê sảng nức nở. Tôi biết
Loan khổ vì không ai hiểu Loan. Loan khổ vì chính Loan cũng tự nghi ngờ mình. Cả thế giới này không ai hiểu Loan. Loan không cần. Chỉ có một người không hiểu Loan là Loan thấy khổ thôi. Tôi hiểu người đó là... là ai? Nhưng mà nếu có chỉ là phải Loan chứ. Tại sao lại là Loan? Vì Loan đã yêu. Đã cảm thấy lòng vì sao kia. Mà Loan vẫn hằng lặng tiếng. Sống chơi mỗi anh âm thầm mà trong nhưng mà người ta đâu biết cho Loan đau khổ trong tuyệt tình. Nếu nói ra thì bỡ ngang, còn trăm lời thì Loan nhúc khi nghẹn trong tim. Loan còn ngây thơ, tuổi xuân rực rỡ như hoa hoa. Đừng dẫm lên gai gốc của hoa anh. Cha các đùa với viên ta mà sau này bị ân hận. Câu chuyện tâm tình của lứa tuổi đôi môi như những cánh hoa cũng đang ngả ngào không nghỉ. Phải Tuấn kìa anh Linh, lại có Loan nữa à? Loan, má báo tin mừng cho con biết. Ngoại đã bằng lòng cho má cuộc quyền với cậu Linh con đó. Sao không bằng lòng chứ? Trời, má với cậu Linh. Phải, cậu và má cháu. Ờ, kìa, Loan, tỉnh dậy, Loan. Loan, anh biết em hợp, em giận anh. Em tưởng anh nghĩ tới sản nghiệp may sao mà không nghĩ đến em. Anh không màng đến tình tha thiết của em, nên không tới viếng thăm để em buồn cô quạnh riêng. Sự thật thì anh yêu em vô cùng, vì muốn cho hạnh phúc vẹn toàn, tương lai tươi sáng huy hoàng, sự nghiệp trải dài dưới chân em. Bây giờ anh nói gì làm gì thì em cũng không còn như xưa nữa. Dưới mắt anh, em chỉ là một pho tượng được lòng trong khung kính, không khác gì một con búp bê vô tri vô giác. Em muốn sống, em khát sống. Em muốn em là một con người có tình cảm, biết yêu và được hưởng trọn vẹn tình yêu. Anh về đi, về đi. Loan, má hiểu tâm tình của con. Không phải là... Má đừng nói gì nữa cả. Má không bao giờ hiểu con, không bao giờ. Má hiểu rằng giờ phút này giữa hai má con mình có một vết nứt ràng đau. Má sẵn sàng hy sinh cuộc đời má nếu sự hy sinh ấy đem lại cho con nguồn an vui hạnh phúc. Đời của má có nghĩa lý gì đâu khi con của má sống trong tuyệt vọng đau. Má
thể hy sinh tất cả vì con, nhưng mà không thể thôi. Con muốn gì con cứ nói ra đi. Trái tim của má người sống đang tìm tàn trong huyết hoàng, hay linh hồn đang ngủ trị giữa tim móc. Khi sanh ra các con, má đã tự nguyện trao gửi trọn vẹn cuộc đời má cho sự sống còn và hạnh phúc của các con. Luôn à, cô phải chăng con tim má sắp tái giá mà sợ rằng má bận lo hạnh phúc riêng mà má bỏ rơi các con bơ vơ lạc lòng ơn. Nếu con không tin rằng tình mẫu tử thiêng liêng cao quý tất cả mọi thứ tình yêu trên đầu, thì má sẵn sàng hy sinh để chứng minh rằng suốt đời má má chỉ lo lắng đi và bảo vệ cho con. Học, anh không ngờ phản ứng của con lại như thế. Em có cảm giác rằng cuộc hôn nhân của chúng ta vô thành tựu. Nghĩa là cuộc đời chúng ta trước sau gì cũng chỉ là những bóng mờ đi bên cạnh cuộc đời của những người khác. 20 năm trước, ta đã quy đầu tuân theo ý muốn của bậc làm cha mẹ. 20 năm sau, ta lại ùn mình theo nguyện vọng con cái chúng ta. Để rồi mãi mãi ta ôm mối tình dang dở bụi bang. Hồng ơi, cuộc đời ta không biết phải nên khóc hay nên cười. Chẳng lẽ khóc khi người thân chúng ta hài lòng về sự hy sinh ấy, mà cười thì chỉ có thể cười ra nước mắt. Anh đã kéo dài tháng năm phiêu lãng chờ mong em gánh nặng cô đơn trong thời gian quá buồn. Gặp lại nhau nụ cười chưa kịp nở, lòng đã nghe đau vì bao cảnh tình nhân trái. Sự hy sinh nào cũng đều cao quý cả. Con hy sinh để yêu thương cha mẹ là tổ yêu, cha mẹ chiều cho con là bỏ giả yêu. Nghĩa là tình yêu không còn mảnh đất nào dung nghĩa dưới trên đời. Sự hy sinh cao quý nhưng cũng phải tùy lúc tùy thời. Ngoài tình thương con và sự hy sinh quên mình vì con cái, còn có bổn phận trách nhiệm của bậc làm cha mẹ em. Những cảm xúc và nguyện vọng lứa tuổi 17-20 của thời nay khác hẳn thời đại chúng ta. Em không tìm hiểu Loan, nghĩa là em để mặc cho con vịt mắt đi vào giữa cuối tâm. Hãy
đi rồi, em liệu em còn vui gì mà tái giá nữa? Chẳng, Loan đã đi rồi ạ. Nó đâu rồi? Mẹ, cái thằng con tờ đất của tôi, của bà đã đâu rồi? Thằng Cường hả? Nó đi mua sắm vật dụng trong nhà. Ủa? Sao mà không biết nó đi Đà Lạt mà không tìm? Nó đi mua sắm vật dụng hả? Vậy chết cha 100.000 của tôi rồi. Tôi nhờ nó đi trả tiền chỗ mấy nhà dựa đã cung cấp lông dịch cho tôi đó. Nhưng nó hầm cái số bạc ấy nó dâm ma luôn à, để đi xây tổ ấm. Nó vô chờ mà tôi thấy khổ lắm mà. Cũng tại bà vẫn hay chịu con nên nó lương mình quá trời. Nè, xin ông chớ hay đổ thừa. Tại nhà tôi là tại cái chỗ nào mà tôi vẫn thường vẫn lo làm ăn. Còn bà ảnh thơ thì bà lo bạc chỉ lo mày trong ngó ngàn việc học của con. Để nó nghe theo lưu mạnh tiếng đàn, nó đi quyên dù con Loan. Nó vậy là nó giống ông chứ giống ai mà ông la. Con giống cha không giống lòng mà cũng giống cánh à. Vậy thì nó cũng giống bà nữa. Giống tôi chỗ nào? Không có mắt 35 mà thấy con gái đâu cặp mắt chấp cạnh đó. Trời ơi trời, bà xài xẻ tôi quá rồi nha. Tôi nói cho bà biết à, bữa nay tại tôi ăn chay à, tôi mà tôi ăn mà tôi đá một cái hộp mắt ngon quá à. Đâu đá đi, đá đá đi, đá thử coi, đá đi. Bà làm gì dữ vậy? Tôi dẫn cá tôi chém hết á, mà chồng tôi dẫn tôi gặp ai tôi đá lấy à. Tôi đá họ cho họ đập tôi hộp máu, tôi nằm nhà thương thì bà nuôi. Già mà nói vô duyên. Chết cha, bà lên hồi nào đó ba? Sao bà biết con ở đây? Trời ơi, mày gặp tao mày rủa tao chết tình tôi 100.000 đó hả Cường? Con làm ấp theo một xòa, đáng giá 50 triệu đâu. 100.000 của ba con mượn để làm vốn, sao con sẽ trả vốn trả lời chúng 1 triệu. Nghe mày nói mà tao phát tham. Ba mày không nghe, mày nói tao nghe đi. Tao hùng với mày một chiếc xe hơi đó. Nói đi má cho con một chiếc xe hơi. Thiệt nha má? Ờ thiệt, xe của má ở Sài Gòn đâu có thiếu. Chạy cả hàng chiếc ở trên đường, bất cứ lúc nào con cũng có thể tìm ra. Thể con thấy chiếc xe nào mà sơn hay màu, dưới xanh trên trắng có gắn taxi làm hiệu. Mày muốn đi đâu ngắt lại nó ghé liền. Khi đến nơi rồi con khỏi phải trả tiền, chỉ coi theo đồng hồ mà cho nó chút định mua xăng. À, xe bả Sài Gòn nhiều chiếc lớn đại. Sơn xanh chiếc sơn đỏ chiếc sơn vàng, má đặt cho nó ghé từ trạm mà đàng hoàng. Từ chợ lớn ra Sài Gòn đi bốn bạc tiền xanh, má cho con xe kia rồi con đem đi bán. Mang con mình cùng đi ở tù, vì công quản chuyên chở sẽ kiện đưa con là ngã ăn cắp tài sản của quốc gia. Ờ thôi, để má cưới cho con một con vợ. Nói má nghe đi, ách khỏe như thế nào? Bà tin nó có ngày bà ở tù, nó lại muốn làm việc sang đoạn chi đây? Ba đừng làm con là một thằng dối dù. Gặp má thời cơ con cũng làm nên chuyện. Má của cô Loan là một tay giàu có, nên con trổ hết tài để dụ dỗ cô Loan. Nếu cô ta cùng con nên vợ chồng thì hốt toàn bao nhiêu cũng về tay con. Của hồi môn cộng chung với hai gia tài, vừa mà làm giàu vừa có vợ xinh xinh. Kìa, cô Loan về kìa. Má, má cười đi má. Bà cười đi má. Trời ơi, má cười cái gì mà cái miệng méo xẹo vậy? Cười lớn hột xoào, phải cười cho nó lớn tiếng lên chứ. Đây là má cười con vậy nè. À. Loan, Loan đi đâu về đó? Anh có hứa không hỏi gì đến việc làm của tôi kia mà. Tôi không có quyền hỏi Loan đi đâu về à? Quyền gì? Có phải chăng đó là quyền của người có dịp cứu tôi sống? Khi tôi nhảy xuống hồ than thở để quyên sinh, tôi không biết nên cảm ơn hay là nên hận quán anh. Tôi đang chạy trung dị dạng, chạy trung tâm tư sầu muốn của tôi, thì chính anh lại buộc tôi phải.
phải sống để mà hối hận trong lòng. Đà Lạt đối với tôi còn biết bao kỷ niệm êm đềm. Những ngày đầu gặp gỡ với người ta, tôi ngây thơ trong trắng như một bó hoa cũng vừa chốt non. Ai kia những kinh hôn sắc màu từ phương xa lạ, đuổi theo bóng nàng xuân, phương chỉ dòn quanh qua hờ hững. Dù cho quá kia đã đi tỏa ra hương sắc ngạt ngào. Người ta hoài mà người ta là ai, là ai vậy chứ? Người ta là ai? Chính tôi. Mỗi khi muốn gọi tên người ấy thì tim yêu cũng nghẹn lời, nhưng dầu không gọi tên thành lẫn trong dĩ vãng, tôi lại càng yêu thương tha thiết. Mỗi một đồi thông, một dòng suối nhỏ, tất cả đã gửi lại cho Loan những hình ảnh đẹp của tuổi mộng mơ. Loan không ngờ tình yêu tuổi nhỏ tay dẫn đến ảo ảnh bằng tơ sương và mây khói, mà mây mỏ của trời tâm tóc một cái tìm yêu bằng những giọt lệ tình. Loan ơi, tôi có thể thành kẻ giết người nếu tôi biết được kẻ nắm giữ linh hồn của Loan là ai. Anh Tê, tôi thật không hiểu vì sao mà bây giờ tôi còn ở đây, ngồi đây mà nghe anh nói chuyện tình yêu. Tình yêu của anh là một sự tranh đoạt toan tính bị ổi, đánh giá bằng vật chất xa hoa và sự tạo cá điêu hoa. Tôi mơ đến những gì cao thượng trong tâm tư, nhưng đến khi tình mộng thì tôi lại rơi vào một khi thật phải đau lòng. Trời ơi, tôi mơ một người tình trong sạch thanh cao, để trao gửi cuộc đời, nhưng ngang trái lại phải một người cô nghĩ bao dưới thăm dòng đây. Tôi biết cô thất vọng, cô hờn giận gia đình nên cô mới đến Đà Lạt để tìm lại những kỷ niệm cũ. Than khóc với những kỷ niệm đó để rồi cô nhảy xuống hồ than thở để vùi cái thân xác ở cái nơi mà cô gọi là phát khởi tình yêu buổi ban đầu. Hành động đó là lãng mạn, là mơ mộng. Đó là tình yêu cao thượng, một người như anh làm sao hiểu được? Tôi chỉ biết thực tế trước mắt về những ước vọng của tôi thôi. Cao thượng là gì? À, có phải chăng đó là những gì có trong tưởng tượng? Mơ hồ không tiêu pha được mới gọi rằng thanh cao. Tôi không bàn cãi với anh. Chỉ có những thằng ngu mới khoác lên mình một danh từ cao thượng, đuổi theo áo ảnh mà quên hơn cô đã bỏ nhà ra đi khi thất vọng vì yêu. Cô cũng tầm thường và ôm tham vọng như tôi. Phải, tôi là một cô gái hư, là một đứa con mất yêu mất mù. Tôi đã làm cho mọi người đều thất vọng vì tôi. Ngoài đã khổ đau mà tôi cũng buồn đau. Vì chút lỗi lầm mộng mơ mà tôi tự vùi chung
nhờ tôi mà cô được hoàn mãn. Chỉ thì việc ở hay là đi phải tùy thuộc nơi tôi. Anh không có quyền ngăn cấm tôi. Tôi đã đề phòng sự từ chối của cô, nên tôi tạo ra những bằng cớ ác liệt nhất để buộc cô phải thành hôn với tôi. Khi cứu cô ở hồ than thở, tôi được dịp bồng cô nằm lả trên tay tôi. Tôi được dịp cởi áo cô để làm hô hấp nhân tạo. Và tôi đã... Khốn nạn, anh muốn biêu xấu tôi hả? Tôi nói chưa hết. Tôi có một dịp mài chụp mấy hình chụp lạ kia. Khốn nạn, lưu manh. Mới ngó qua là một cặp tình nhân đã ngã cùng nhau say sương hân ai. Riêng cô lộ liễu hình hài trắng cầm để những bức ảnh chứng minh. Anh yêu sâu tôi sẽ liều mạng. Anh tưởng lòng tôi sợ chứ thấy sao. Cô cần giữ thanh danh của ông ngoại và má cô cùng đứa nữa là cô đem một số tiền thật lớn để chuộc lại những phim ảnh này, cô sẽ được tự do ra biển. Thà tôi chết chứ không nhận bất cứ điều kiện gì của anh đâu. Chị Loan, tại sao chị bỏ nhà ra đi? Tại sao chị đem dùi chốt cuộc đời của chị trong một cuộc tình duyên phiêu lưu vô định chứ? Em hỏi chị nhiều quá, hãy để chị hỏi em vài câu. Ngoại mạnh không em, ma mạnh không em, và Tuấn có nhắc đến chị không? Và còn ai nữa thì trong những người thân thuộc của gia đình mình, chỉ còn quên ai nữa không? Chị quên tên thủ phạm đã giết đời chị. Hai đúng ra chị không dám gọi tên người ấy, vì chị vẫn còn thấy đau xuyến trong lòng. Kèm theo gần triệu chữ học, vì yêu mà ráng học,
ráng học để được yêu. Còn Linh, Linh không nói gì cả, nhưng mỗi một nụ cười, một cử động, chỉ đều thấy phát tiết ra một cảm tình chan chứa sự bao dung, khiến cho dễ bông bông chạnh lòng. Mỗi lời khuyên bảo như tiếng giọng của tình yêu. Hãy tán tay em đi. Tuấn,
Luân, em hỏi như thế có nghĩa là em hỏi anh còn sống không? Anh còn thở không gì? Một khi anh còn sống, tim anh chưa ngừng đập thì anh vẫn còn yếu loáng, yếu mãi mãi trong lòng. Giờ đây anh không để cho ai cướp Loan được nữa rồi. Anh tưởng thành qua một lần tan tác, Loan cũng qua rồi, giống phố của tuổi thơ ngây. Má và ngoại đã chấp thuận cho cuộc tình duyên chúng ta thì chúng ta phải nắm giữ. Giờ đây sự nghiệp anh đã thành, với tình cảm sôi nổi đam mê, anh nguyện đưa em đến một nơi sáng làm vi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày nay em làm nên tội do nơi hành tâm vô tình em chớ lo buồn anh vẫn đợi chờ em. Cô Loan đã gây thương tích đổ máu cho người này, xin theo cô về đó. Trời ơi Loan, Loan ơi, ma sao hết lòng lo lắng để chứng minh rằng con vô tội. Loan, con yêu lòng đi. Còn bà Giang ra, mời cô lên xe.